Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay đồng chí Lê Văn Nâng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cùng lãnh đạo huyện ủy Thoại Sơn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành huyện đã đến dâng hương dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện Thoại Sơn. Tại lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, được biết trước đó, các hoạt động thăm tặng quà, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được quan tâm thực hiện tốt. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho toàn thể cán bộ nhân dân huyện Thoại Sơn.